forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on my shoulder. Chào cả nhà, thì Di cũng đọc rất là nhiều bình luận của cô chú anh chị và các bạn góp ý, cho nên là Di cũng từ từ cũng dần cải thiện là cái cách làm của mình. Thì táo này là Di thì cũng đã sắc cho làm hai nè, sắc nhỏ như vậy nè đó. Rồi cái khóm này Di cũng sắc nhỏ lại một lần nữa. Còn cái Di có thêm xoài. Xoài này thì nó có một cái loại, Di chọn là loại giòn mà nó ngọt á, nó không quá chín, nó vừa vừa thôi, nó vàng vàng đây thì nó sẽ thơm. Rồi đây là tắc. Tắc này thì Di cũng có xem bình luận của nhiều cô chú anh chị góp ý cho Duy dạy Di á, là cái này á, cái tắc này mình chà sát với muối đó, giống như là cái này nè, mình cũng chà với muối nè, chà với muối là nó sẽ không có đắng. Thì hiện tại là Duy Nan cũng đang pha trà và cũng học được nhiều cách của nhiều khán giả góp ý. Và có một cái bình luận, nhiều bình luận nói là ngâm trà, ủ trà trong 10 phút và sau đó là bỏ nước đá vào là nó sẽ không bị đắng. Thì Di cũng có mua cái trà lài rồi. Di có mua một túi trà lài rất là to đó, Di ngâm. Rồi thì 150g trà là Di sẽ ngâm với 5-6 lít nước sôi. Là xong cái Di bỏ đá vào. Đó cái này nè. Đây, dry jasmine là trà khô, trà lài khô. Pha với trà xanh. Đây ở Thái là người ta pha trà là pha trà này. Thì nói chung là mỗi ngày mình cải thiện dần dần thôi. Cái nồi này mình nấu lần là 3 lít, hai nồi là 6 lít nè. Thì cũng nhờ chị Farah giới thiệu, hôm bữa mà chị mà bán bánh cây bắp cái bên chỗ Duy á, giới thiệu là nói là những cái món nước của Duy với lại bánh tráng nướng của Duy á là rất là phù hợp khi mà bán ở trong chợ, cái chợ mà của canteen hay sao mà có học sinh rất là nhiều. Không phải canteen, phải Market Inside University, một tuần có một lần. Chợ ở trong trường học, một tuần có một lần. Thì muốn là Di đi bán thì Di cũng rất là cảm ơn chị đã tạo điều kiện và giới thiệu cho Di. Cho nên là lần này thật ra thì Di cũng không biết là như thế nào, nhưng mà cứ bán thử đi. Hai vợ chồng đang định là chỉ bán nước thôi, bánh tráng nướng là để bữa khác, tại vì hai đứa sợ làm không kịp á, sợ đuối làm không kịp rồi mất công mấy em học sinh đợi. Chứ với lại hôm qua là hai đứa đi bán về cũng 8 giờ rồi cũng đuối. Nhưng mà Di suy nghĩ lại thôi, đã là mình bán rồi thì mình cố gắng đi, vừa bán bánh tráng nướng mà vừa bán nước trà trái cây. Thì nếu mà các em học sinh mà thấy lạ, đứa thì ăn bánh tráng nướng thì nhiều khi nó sẽ order trà trái cây, và đứa thì uống trà trái cây nhiều khi thấy bánh tráng nướng nướng ngon quá nó cũng sẽ ăn trà bánh tráng nướng. Thì Di cũng không biết như thế nào, Di cũng rất là háo hức và nói chung cảm giác mình mình đưa cái món ăn Việt Nam của mình, cái đồ đường phố ở Việt Nam đưa vào để phù hợp cho người Thái Lan ở mọi lứa tuổi. Thì Di cảm thấy là rất là không biết cảm giác như thế nào, mà kiểu vừa hồi hộp, bồi hồi mà cũng lo và cũng vui. Vì giống như là đây là những cái thử thách của Di Nan. Nếu mà thành công thì có thể là sau này Di có thể đi, Di Nan có thể đi xa hơn nữa, mình có thể làm gì đó gọi là nó cũng quy mô hơn bây giờ. Bây giờ thì mình cũng như là mình vừa trải nghiệm, mình vừa khám phá, nghiên cứu và thử xem là cái thị hiếu của người ở Thái Lan á, là họ ưa chuộng cái gì. Rồi sau này nếu mà Di Nan có cơ hội thì cũng sẽ phát triển hơn. Thì Di rất mong cô chú anh chị các bạn hãy ủng hộ Di Nan một like, một bình luận động viên tinh thần của hai đứa, cũng như là nếu mà biết cái gì đó hay là Di Nan còn thiếu sót cái gì đó ở trong những cái món này á, thì có thể để lại bình luận cho Di Nan học thêm
trau dồi thêm và nghiên cứu. Mà nếu mà cái gì mà phù hợp hay là Di cảm thấy là nó ok, Di sẽ đưa vào trong menu của Di, hoặc là Di sẽ thêm vào những thành phần mà Di đang còn thiếu. Rồi, đây hiện tại là Di cũng đang chuẩn bị để ngâm trái cây nha cả nhà. Và trong đây nó có, đã có là chanh dây với táo rồi, và một lớp đường. Thì mỗi lần mình để lên đó thì mình sẽ rải lớp đường lên. Đây, tắt nè, tắt này đã lỡ hột ra rồi nè. Lần này là Di làm nhiều, nói chung là cũng nhiều hơn hôm bữa. Đó, rải đường lên. Đây, rồi. Xong tiếp theo, khóm. Khóm. Đấy. Ồ, khóm này nó rẻ nên mình làm nhiều. Nói chung cái nào mà rẻ, cho cây rẻ thì mình sẽ để nhiều. Để mình cái khóm này đi đó. Xong rải đường lên. Xoài hạt lựu nè. Xoài này có bao vị? Xoài này bao vị chua. Ở Thái Lan chiêu xoài này xào bao vị, còn cứng nhưng mà có bao vị ngọt, thơm, chua. Xong. Cuối cùng là mình bỏ cam nè, cam vàng nè, cam Mỹ nè. Đây. Nó cam Mỹ chưa mình thơm mát là yêu hết. Trước mình cắt cả cái già là hai đứa này là sắc khắp làm da với cái muối rồi. Ừ. Làm thơm lên nữa. Đó. Dì sẽ ướp 2 kg đường. Đây. Hết rồi, 2 kg đường bây giờ cả nhà. 2 kg đường. Tính cót rồi. Trộn lên. Mình trộn tay thì mình sẽ cảm nhận được. Mình cầm muỗng mình trộn lên nó sợ nó bị bể á. Nó không có đẹp trái cây á. Đó. Cái này Di cũng nói chung là cũng học được. Các khán giả bình luận á, ngâm khoảng 4-5 tiếng thôi là trái cây nó sẽ không bị teo và nó vẫn còn cái mùi thơm của trái cây. Đó. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Thơm quá. Nói chung thao này thì nó nhìn hấp dẫn hơn là cái đợt đầu tiên. Đầu tiên tại mình không có kinh nghiệm thì mình làm, nhưng mà đi bán thì người ta vẫn khen, nhưng mà lần này có kinh nghiệm rồi. Di mua cái khóm nè, Di mua khóm Di ngâm khoảng 4 tiếng nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ không teo, nó vẫn giòn. Còn hôm bữa làm á, bán á, thì cái khóm nó kiểu như là nó nát ra. Lần đầu tiên kinh nghiệm của hai đứa này, nếu nói là cùng cảm ơn với cô chú anh chị đã có nhiều người bình luận và chia sẻ kinh nghiệm của cải già cho hai đứa này làm ăn. Nói chung còn mà ai mà muốn làm giống Di nữa thì cứ thấy Di hành trình của Di á, cứ làm theo thôi. Di cũng làm sao Di quay lên vậy à? À, còn mà ai mà có ý định kinh doanh bán ở nước ngoài á thì cứ mình cứ đừng có sợ gì đó. Cứ làm đi. Tại mình không làm sao mình biết là thành công hay thất bại. Còn mà mình cứ sợ mà mình cứ tính mình suy nghĩ này nhiều quá cái mình đâu có làm được đâu. Di cứ làm trước. Mình thấy mùa này là mùa mưa nhưng mà là mình còn còn không có sợ luôn cả già. Di còn không sợ luôn á, Di định nói mùa mưa sao bán nước nhưng mà vẫn bán. Rồi mình sẽ để ủ nó khoảng mấy tiếng. Vẫn ăn nhiều bánh này thơm mà bánh này ngồi xuống xa nhiều thơm đúng không? Thơm không? Thơm. Thơm dữ lắm luôn á chứ. Ok ok. Hiện tại là Di Nan đang ở một nơi khá là đặc biệt mà được chị Pha Lá hả? Pha Lá giới thiệu. Thì ở đây là một cái nơi mà họp chợ vào chủ nhật hàng tuần. Mỗi tuần là một ngày. Là ở đây là sẽ chuyên bán cho học sinh. Đó, thì đây khu này là toàn là trường học không à. Nguyên cái khu này rộng lắm, trường học không à. Đang ở đây. Có nhiều cô chú hỏi là sao mà không đưa em boss theo phụ. Thì thật ra mày nói là để đưa em boss theo á, nó cũng có nhiều cái nó cũng khó khăn lắm. Tại vì boss thì công việc chính của em ấy là cạo muỗng cao su. Và hôm nào mà em đi cạo là không có thể nào mà đưa em ấy đi theo được cả nhà. Tại vì em ấy còn phải nghỉ ngơi nữa đó. Còn mà nhà em boss cũng xa, cho nên là đi lên đó rước em boss là chạy xuống. Tiền xăng là nó cũng ngốn hình mớ đó cả nhà. Cho nên khi nào thuận tiện hay là có bán gần chợ của boss á thì mới đi rủ em boss đi cùng. Nếu mà lúc đó thì thời gian của boss thuận tiện, không có đi cạo mũ cao su á thì mới đi theo được. Mà khi mà trong quá trình mình pha người ta thấy thú vị á, cái những người đi ngang người ta cũng thấy nữa, là người ta đứng lại người ta muốn uống thử. Còn nếu mà mình pha sẵn á thì cái quá trình pha người ta không thấy được, thì nó thấy nó bình thường lắm.
Còn mà Di đang phai nè, Di đổ này đổ ghi lên đó, người ta thấy nó hấp dẫn á, cái người ta mới tò mò, ta ở lại ta xem rồi ta mua luôn. Thế thì mục đích là ban đầu là như vậy, nhưng mà thật ra thì nếu mà khách đông quá thì bắt buộc mình cũng phải pha sẵn thôi. Di Nam hiện tại thì đang chờ để người ta đến để mình đăng ký chỗ bán. Hôm nay thì dự báo thời tiết báo là 70. Hôm nay là 70% mưa, mà Di cũng không biết sao nữa. Hy vọng mình đừng có mưa chỗ này, có mưa chỗ nào thì đừng mưa chỗ này, tại vì buôn bán sợ nhất là mưa. Nắng thì mình chịu được chứ mưa là bó tay. Hiện tại là salon Di là rất là nhiều người giống Di với Nam nè cả nhà, cũng là bán lang thang á. Ta ngồi ở đây là cũng là ngày đầu tiên ta đi xuống đây, và hiện tại là đang ngồi ở đây để chờ. Và Di thấy là hiện tại là đang là mưa nữa. Mưa. Anh yêu đừng có sợ mưa. Nếu có mưa bé đang có bánh tráng nướng nóng lắm. Dưa thế nào học sinh đi vào hoài. Rồi đây học sinh không có sợ mưa đâu. Tắm mưa đi mua luôn. Những người ngồi ở đây là những người đang chờ giống Di Nan đó. Có anh này nè, anh này nói à, em bán cái chi, anh muốn hồng hậu. Tôi cho bên anh hai đứa này chưa có set up cái gì xong rồi cả nhà. Nói là giờ đi hồng hậu nha. anh bán mực nữa. Có leo mưa à? Bán buồn gặp cảnh này quái quá cả nhà, đi xì chân nè. Quá trời. Rồi. Kiểu này không được rồi em ơi. Cũng hên là mình có cái bạc màu trắng đó. Cái gì vậy? Cái pan A bán bánh tráng nướng. Pan B. Pan B. Đi về ngủ. Đi về ngủ. Dọn dẹp trái cây bỏ tủ lạnh. Ủa vỗ mà lấy ông bà kêu gió rồi. Ông bà chê kỳ quá. Thì sao? Có cúng cho ông bà nữa không? Thì sao hôm nay ông bà ác quý người Việt Nam quá. Chưa cúng cho ông bà nữa. Gió muốn cho mình đi về mà. Đi về ngủ. Bye bye. Chờ chút xíu, chờ người ta kêu tên của bé Nen nè cả già là mình xuống được rồi đâu. Cái này bóc số, nếu mà hết chỗ xuống là mình sẽ đi về đó cả nhà. Ai may mắn thì được bóc trúng, còn ai mà xui thì không được bóc trúng. Vì Nan cũng đang lo nữa, không biết sao đây. Đang sợ nè, không biết có không. Em à. Tại mình. Trời tên giống nhau. Trời tên giống nhau luôn, trời thiệt tình luôn chứ. Mặt bưởi luôn kìa. Mặt bưởi. Đi vô bóc. Bên này đi vô bóc số người ta đuổi ra. Mặt đỏ lấy mọi gì. Có chị em, có chỗ chưa? Số mấy? Đứng ở sau lên xe, ở đây là có đường quanh quê. Ở đây một mình quanh quay vậy là phải chờ người ta set up xong rồi tới mình hả? 9 giờ trên dòng dẹp được. Ok, 9 giờ dọn dẹp hả? Đúng rồi. Đường nào cũng muốn dọn dẹp trước, anh vừa có con lấy cái này bưng đi à hoài. Ok, giờ cháu mình. Cho mình chỗ nào vậy em? Chỗ M 150. M 40. Nói chung thì hiện tại nó cũng không có nóng cả nhà, tại vì nó đang mưa. Mưa râm râm. Không nóng cho nên là cũng thoải mái, nhưng mà hy vọng là trời không nắng và cũng không mưa. Không nóng luôn thì nó khỏe hơn. Chồng yêu chờ xe lên. Ok. Second hand I felt a bit forgotten. Now you plan but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy. Ở chỗ này chỉ bán bánh tráng nướng bán nước á, cũng cái bên gì là hai quầy bán nước luôn.
bán bị đụng hàng á. Mình bán bún, ấy mình cần với cô chị bán bún và cô xin cái này cho mình nè. Hôm nay thì đang mưa rầm rầm nè, nó cũng không mưa lớn quá, nếu mưa lớn quá nữa thì vấn đề lớn. Chỉ cầu là cầu đừng có mưa thôi, hoặc là mưa rầm rầm thôi, có khách ăn. Mày sắp, mày nhớ nét mày. No. No shit. No shit, ok. Yes. Cái hóa của ta. Sảy. Bỏ phô mai cho cô. Cô không? Yes, cho cô. Học quýt mát ha. Cái dù quýt thống quýt. Này. Quýt lắm. Người ta sẽ nhẹ quá, nhiều đang làm dưa chua mà bán đồ ăn Việt Nam. bên quýt lắm. Đâu phải bao nhiêu chua đâu, này là chào Việt Nam hả? Không biết sảy sốt thích, sốt mắt phải thịt. Sốt mắt rồi. Anh nhiều cao cho bé này, nó nhiều cao lấy cái này. Pizza Việt Nam lấy kha. Để bé này lấy đá mà ở đây nè. Thế này trang thế này 3 chế đó 40 cái lấy hả? Mấy không hợp. Khá hả? Ồ, ta 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 đây hả? Em ơi. What? Được rồi. Điếp rồi là hả? Bạn ổng bên này là mình chưa. Pizza Việt Nam ấy hả? Làm hai cái, một cái phô mai, một cái không có phô mai. Pizza Việt Nam ta. เอาเลยโอเคค่ะค่ะอันนี้ก่อนนะคะของพี่เธอตัดเส้นในลำวิดีโออ่ะ yes นี่เด่นกูบังบุ้งมัวมัวไม่ใกล้เลยอันนี้ค่ะแล้วไปดีคะใส่ชีส40ธรรมดา30ค่ะใส่ใส่นะคะโอเคไงตาจะพินก่อนวะพิซซ่าเวียดนามเลยค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวขอดูกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับกินเลยนะคะขอบคุณมากตาได้แล้วค่ะอันหนึ่งอันนะคะสักครู่ค่ะมาครับห้องน้ำขอบคุณนะคะทานร้อนๆนะจ๊ะใส่ชีสไหมคะ40บาทจ้าอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเดี๋ยวเจอกันดีโอ้ดีนะขอบคุณนะคะลัยยังงัวออกเบนนึกออกเบนchừng nào nó vàng rồi lấy tiếp. Tối nay bé này xin nhẹ là hôm nay là con nướng bánh tráng liên tục luôn cả nhà. Chút xíu là khách đến là sẽ làm không kịp, người ta không có chờ mình đâu. Giờ tao cũng ăn. Lái mà lếch là cơn, chôn gần mặt là chôn gần tay. Chạy khả. Wow, fire around you. Burn hả nè. Ok.ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายกุ้งบาร์ซินจอกองลำอังไว้กี่จ่าเจ๊ไก่ไหนใหญ่เฮ้ยเด็กกี่อย่างขอบคุณมากค่ะcó thể là do Di Việt Nam cũng thấm mệt á, hôm qua bán cũng nhiều quá, hôm nay hơi đừ người ตอนเจ็ดสิบหาอีกสิบบาทอ่ะขอบคุณจ้าเจ้าไม่นานเลยค่ะใส่ชีสไหมครับไม่ใส่ไม่ใส่สี่สามไม่ใส่สามสิบใส่สี่สามใส่สี่สิบน้ำผู้ไทยไม่ได้น้องจ๋าได้แล้วจ้าพริกมะเขือเทศรวมได้โอเคค่ะ
bán lê rai, nãy giờ bán lê rai cái bán cũng được, nhưng mà bánh tráng bán được thôi chứ trà thì nín địch nha cả nhà. Không hấp quên mắt à, đông ghê luôn trời. Đấy không, không có ai đi bộ cô đơn đâu. Một phút hơn 10 người à. Ừ. Mà 10 người ăn, một lúc ăn là ăn hết 10 người. Nếu diễn sắc một phút đi, hôm nay tôi vui rồi. Bánh ăn vui rồi. Thôi làm bỏ nhiều nhiều mẹ, không có ai vô. Ở rồi cả nhà ơi. Hay tại đi mẹ tao không ăn. Đâu phải là hết tông là ấy đâu ha. Lại sao? Xem, lại xem. Không phải, em thấy không? Cái chỗ mình cái chỗ cuối rồi, là người ta đi là tôi đi về. Em thấy không? Mỗi người người ta cầm, người ta đi cầm nhiều đồ, mua đồ nhiều, người ta no rồi, phải chi mình ngồi ở đầu đường. Người nhà bán người ta có cái no rồi vậy chứ. Tao muốn chứ mày. Hết tiền rồi. Tới mình là hết tiền rồi. Người ta nghèo mà chồng. Ai mà đi được hướng này đi qua thì người ta cũng mua mình. Mà ai đi được hướng này đi qua là hết rồi đó. Ai cũng sách bịch rồi bịch bự nhiều. Hãy sổng đây hả? Lắp lấy đi khá. Xài xếp mấy hả? Đài đài. Ok gấp. Ok. Lón như lấy hả? Pizza Việt Nam lón lón lấy hả? Học quân mát ạ. Khóc quân khá. Pizza Việt Nam ấy chá. พี่ซาเวียนาไปจับแป้งแท้แน่นอนจ้าเงยตากลับแล้วเถกเงยตามุ้งอังนั่นแหละจะยิงมาแป้งแนนไทยไทยเงยตาแบบมั่วรอยกำนิ้วโดจะตุยก้อยอ่ะนิ้วรอยจีก็เจาะ xuống cũng quan trọng ha đúng mình phải xuống dưới kia kìa không khí cũng rất quan trọng cái lúc mà gì bán ấy, cái lúc thì gì bán thở không kịp luôn á. Như hôm nay là thứ nhất là thời tiết nó không có đãi mình, thứ hai nữa là số phận mình không may mắn. Mình bên anh bốc số là vô trong cái người cuối cùng à, ở cái chỗ cuối cùng luôn. Một cái học bên khác học bên khác chợ ở đây gì cảm thấy là cạnh tranh như đó. Mình là bán chùm nước món người ta là mặt mày người ta với lại không khí nó kiểu như nó bị trì xuống lắm. Có lại thế là bán chùm nè, không khí bị trùng lại từ lâu nó khác chùm đây chị bạc đã hạt. Nói chung thì giờ cũng 6:30 rồi, gì cũng hy vọng là bán được. Chứ bữa nay Di Nam cũng chuẩn bị cũng nhiều lắm. Có bạn. Ờ, khi qua theo anh nhiều à? Theo anh hả? Theo bartender đó. Rồi, theo bartender. Mới con xảy lâu nữa. No alcohol. Không ăn, không uống rượu. Thôi bia mấy gấp. Thôi bia mấy gấp. Anh ấy hả? Thàn lón lón không hả? อร่อยลองดูค่ะซอสแบบนี้ไม่ต้องเลยนะเรียบร้อยแล้วค่ะข้างในแป้งแท้แน่นอนใส่จังว่าโอ้ยทำไมถึงแบบนี้ก็ขายก็กว่าจะได้ลงตัวหอมอ่ะเดินจนท้อใช่ไหมอร่อยพี่เดินจนท้อหรือเท่าไหร่คะทั้งหมด80 บาทค่ะแล้วพี่ขายหมดแล้วเหรอเดินเล่นว้าวแล้วใครอยู่ที่ร้านคะเนี่ยอ๋อดีเจย์อมจูน้อยอะคอมก็คัดนิวเคยไปผิดที่ด้วยนะเอาที่นี่มีแต่ใครดีเจดูไหมเขาเป็นเด็กนะครับดีเด็กตลาดโอเคครับขอบคุณครับ80ตามจบก็แล้วเหมือนกันครับผมดึงผมบุกมาลองดูค่ะขอบคุณครับครับกินคู่กับอันนั้นมันจะเป็นของกินเล่นสเตย์ฟู้ดใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาขายของสับปะรดบ้างเนี่ยน่าเอาสับปะรดมันเจียวหวานแบบได้ไหมโอเคไหม
Đây wow luôn á. Wow. 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 Anh ơi, ê, anh ơi cả giờ rồi người ta nói wow. Wow thiệt, wow thiệt. Wow thiệt, wow thiệt. Ngon à. Trời. Cảm ơn các. Ê, đẹp Sati đi, กินกันเล่นเลยค่ะสตีนี่บอกเมื่อไหร่พี่จะมาโอเคไปแล้วค่ะค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะโอเคได้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมากอร่อยแบบต่อนะคะแม่น่ะน้อยงงล่ะน้อยเจ๋งติ๊บขอบคุณค่ะเพิ่งกินครั้งแรกในชีวิตนี่ขนาดแกไปถึงโฮจิมินห์แล้วนะก็บังบุ้มแขงวางเก้าอย่างนี้ไว้ khách đang đứng chờ nhìnหน้าแดงเลยเหรอเกิดขึ้นหน้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับชาผลไม้เวียดนามค่ะหมักเองหอมๆค่ะเราจะไม่ใช้มะนาวเราจะใช้ฟักนะคะชุดใส่ชีสนะคะโอเคพี่จะลองนี้ได้เลยค่ะชีส1อันเปรี้ยวไหมคะใส่ชีส40ธรรมดา30โอเคชีส everyone ชีสหนูไม่รู้คนอื่นเขาอาจจะว่าขายดีก็ได้หนูขายไม่ค่อยดีแต่มันต้องรอนานแค่นั้นเองโนชีสทำเสร็จเราเพนสักนิดได้ไหมสามสิบค่ะขอโทษนะคะแหลงได้ค่ะอันนี้คุณคนที่นี่คุณสุราษฎร์คุณสุราษฎร์เดี๋ยวไม่ใช่คนที่นี่เขาไม่จับฉลากลงแล้วชาผลไม้หอมมากเลยนะหมักจะของแท้พูดแล้วขนลุกอันนี้เป็นบาร์เทนเดอร์โรงแรม5ดาวค่ะใช่ครับเดี๋ยวทำน้ำก่อนจ้าชอบเปรี้ยวชอบหวานคะหรือว่าพอดีพอดีโอเคพอดีครับพอดีทุกอย่างก็พอดีแหละแดดูแดดูเอาแบบพอดีไม่ใช่มาขายทุกนัดเลยเนาะเจ๊ฮะมาขายนั่งเล่นแล้วเด็กไม่รู้จักคนได้ไปเที่ยวเวียดนามแล้วคะอ๋อซินเจาซินเจาแปลว่าสวัสดีทุกคนค่ะซินเจากาหยาซินเจาซินเจาใช่ซินเจาไม่ใช่นีฮาวหรอคะถ้าเกิดจีนนีฮาวอ๋อซินเจานีฮาวแล้วกาหยาฮะจะมานานครับแน่นไงพี่ไปถึงไหนแล้วแอมเอ๋ยเงยตาสองแผงหลังหนูพูดไม่ถูกงันงันแล้วแล้วหนูได้ภาษาอังกฤษภาษาเวียดแล้วก็ภาษาไทยค่ะไอ้นั้นได้นิดหน่อยนิดหน่อยมิงกะลาบาอย่างเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งเดินกินหมากตามค่ะขายนี่ต้องไม่ถึงไม่เป็นไรยังยังไม่ถึงแป๊บนึงขายได้ค่ะไม่พลื้อค่ะได้ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายช้าหนูก็ทำใหม่ให้อีกเดี๋ยวเราไปมาเราดูเซเว่นกับปลาทะเลเฮ้ยไปเที่ยวเวียดนามแล้วนะจ๊ะกินน้ำหรือยังคะกินอันนั้นแล้วก็กัดอันนี้นะคะอร่อยมากจะข้างบนลงข้างล่างจะได้กินไอ้นี่บาร์เทนเดอร์ได้ค่ะได้5ดาวนี่ถึงดาวเองนะไม่ได้ไหมถึงดาวเองโอเคโอเคเข้าใจคุณแม่คุณยายพูดสาด้วยแดงน้อยเป็นไงตาล่ะยี่แดงแล้ว YouTube nhưng mà ở Việt Nam xem chứ không phải người Thái xem thì ở Việt Nam á ai cũng biết Vietnam nhưng nhưng mà ở Thái Lan không ai biết hết เวียดนามได้มาเที่ยวไทยมาทางนี้ใช่ค่ะใช่แต่ทัวร์เวียดนามมาเยอะนะทางเนี้ยแล้วเลยจะไปเรียนไกด์แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถึงค่ะเดี๋ยวถึงมายืนคอยน้องนักเรียนโมบันชีวิตมันไม่ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนนะคะไม่ต้องมายิงขายของเหนื่อยเหนื่อยจริงหรอไม่เหนื่อยมีความสุขนี่เป็นไปได้ไหมเรามาดูนี่อยู่ในน้ำของเราได้ค่ะครับซิปขาต้องกินแบบนี้นะอันนี้กินกับนี้กินกับนี้ด้วยกันอร่อยเป็นของสิบยี่น้อยล่ะนี่บางประเทศนึกไปอุ้งแกนึกจ่าด้วยแผ่นเดียวนะคะลูกค่ะหนูสู้ตายครับลองดูดดูค่ะลองดูดแล้วก็มองก็บอกว่าถ้าอร่อยนะยี้ถ้าไม่อร่อยทำยี้เลยนะคะได้อยู่ไหมขอบคุณค่ะงองแหมยัมมี่ยัมมี่ thank you ค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายเด็กน้อยมาพูดซินจ่ามาเร็วบ๊ายบายคำเนี้ยคำเนี้ยมากเลยตำเบกพูดว่าตำเบกกะหยาตำเบกกะหยาบ๊ายบายทุกคน thank you ค่ะมามากูเอ็นแบ๊ะไหนค่ะนี่เป็นน้าของใบเฟิร์นถูกต้องใช่ครับของใบเฟิร์นอ๋อบุญของใบเฟิร์นอ่ะอ๋อจริงเหรอแบ่งไปเฟิร์นต้องมองไปเฟิร์นเหรอใช่ค่ะใช่อะไรแย่มาเที่ยวเวียดนามใช่น้องเอาหนึ่งแล้วแป๊บนึงจอเต็มเลยเนอะหมดแล้วหมดเลยนะคะขายยังไงลูกใส่ชีส40ธรรมดา30ค่ะธรรมดาได้ค่ะเดี๋ยวเอาแผ่นนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
ครับเอาเลยคุณแดดกับขอบคุณมากลองกินดูเคยกินยังจะเราลองกัดดูแล้วก็กินน้ำนะอร่อยขอบคุณครับจำเปิดใจแล้วก็เปิดใจว่าคนเวียดนามใช่ค่ะอันนี้คุณเวียดนามนี่คุณไทยสินเจ้าสินเจ้าค่ะพูดได้ไหมครับไม่ได้หรอทำไมรู้สินเจ้าแลกเปลี่ยนเวียดนามได้ไหมคะดูยูทูบเยอะจริงเหรอสินเจ้าค่ะตําเบกบ๊ายบายอย่าไปเที่ยวพิซซ่าเวียดนามค่ะใส่ชีสไม่ใส่ชีสสั่งได้จ้าอร่อยอร่อยกันเลยค่ะแป้งแท้ค่ะขอบคุณนะคะกินร้อนๆนะจ๊ะเท่าไรดีครับ30ธรรมดาจ้ะอันนี้ความก็หงอกไงจะเป็นหวานหวานขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ด้วยความอร่อยอ่ะพี่ดูดิต้องกลับมาขอบคุณค่ะอันบางหมึกนึ่งหลังเหงื่อตาแข็งว่าเจ๋ยเหงื่อตายืมมาไอ้หัวว่าอันนี้อร่อยมากเลยน้อยพูดว่าจ่าใจไก่ค่ะนี่เป็นชาวผลไม้จ่าใจไก่จ่าใจไก่หง่อว่าขอบคุณค่ะกินฟรีไหมได้เอาแถมหนึ่งแก้วได้แถมหนึ่งแก้วได้ครับอันนี้คือหอมสองรสมากเลยแล้วก็มีทั้งสับปะรดมีทั้งผลไม้เยอะแยะมากเลยคุ้มอ่ะ40บาทมีเยอะมากเลยขอบคุณค่ะชอบสับปะรดอยู่แล้วด้วยครับอ๋อชอบเอาไงตาหลาเทิดอังไก่หวีหัวอันนี้ว่ะนี่รสชาติหอมมากเลยไม่ได้หลับจอมาดิอันนี้ฟานึกจองไงตาอุ้งอุ้งจึ๊กพิซซ่าเวียดนามไหมคะอร่อยนะอร่อยจริงครับผมนี่มารอบสองนะครับผมอยู่ไกลปลาหมึกตรงนี้ต้องเดินมานะร้านก็ไกลแต่ว่าก็ต้องมานะฮะขอบคุณค่ะใส่ชีสไหมใส่ชีส40ธรรมดา30ก็ใส่โอเคจ้ะคนนี้คนเวียดนามของแท้แน่นอนเขาพูดไทยไม่ได้เรียกพี่นิดหน่อยจริงจริงเอาพี่เป็นคนเวียดนามจริงไหมสินเจ้าสินเจ้าเนี่ยของแท้อันนี้ไม่กินได้ไงว่าไปอย่าลืมไปซื้อปลาหมึกนะใส่ชาที่ไหนไปเยอะกุ้งฟางคงก็ย่อยเขาฝ่ายว่าฟางก็หยีนะที่บ้านเขานะพี่น้องได้น้องสินเจ้าค่ะสินเจ้าพูดสินเจ้าสินเจ้าสินเจ้าสินเจ้าสินเจ้าอย่าเทิงเงี้ยอย่าครับครับเดี๋ยวแถมเอาหอมด้วยนี่มะม่วงด้วยเหรออันไหนน้อยlà ảnh xa quá nhưng mà cái quán mình á thì ảnh á đằng kia đầu qua đầu đường của mình Di ở cuối đường á muốn ăn là phải đi tới cuối đường mới có được gặp Di ăn. Bán chả, chả, chả Thái, tại vì không đi. Chạy cái quán ăn được. Cảm ơn nha. ขอบคุณครับพี่เก็บกันกี่โมงอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับได้แถมค่ะảnh quảng cáo nhiều quá cho nên là Di tặng cho hai vợ chồng ảnh 80 ประมาณ 300 nữa ngay một xíu nữa là Di sẽ đi qua bên chỗ anh này để mua mực để về ăn sinh nhật của bé Nam. Đúng rồi. Đúng rồi, chúc mừng bé Nam với dậu chung hai đứa. คืนนี้ค่ะพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้โอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ bây giờ thì Di đang đi qua cái chỗ của cái anh mà nãy ủng hộ Di hai lần á để đi mua mực về ăn sinh nhật của Nen, đâu phải là riêng một mình đâu, cũng có nhiều người ta bán cũng không được lắm. Nãy giờ Di đi Di thấy trung tâm mua sắm ăn uống là nó nằm ở khu này nè, còn Di Nan là xuống bị cái cuối cùng á, bán buôn khó khăn. Nói chung cũng hên là món của Di nó cũng bắt mắt cho nên là không có quá ấy cũng gỡ gạt được. Rồi trời ơi, đúng là công nhận, anh muốn tìm gặp Di là anh phải đi tới cuối đường luôn á. Di là ở cuối đường
còn anh là ở đầu đường. Phải chi mà Vinan mà được xuống ngay chỗ mấy chỗ này là sướng lắm, bán khỏe luôn. Đi khắp, lấy vô này khắp. Nghe bị xuống bà mực. Vô này. Vô này khắp. Ok. Anh ấy. Ok khắp, ok khắp. Sử. Bà mực. ไข่ปลาหมึกด้วยค่ะ อันนี้อะไร ครับ ไข่อร่อยมากเลยเด้งๆ โอเค เป็นไข่แท้ 100% ค่ะ อันนี้ไข่ยังไงครับ อันนี้ไม้ละ 20 บาทครับเป็น 20 บาทหมึกด้วยแท้ 100% อันนี้ 10 บาทครับเป็นคางหมึก โอเค ครับ อันนี้เอานี้ 5 5 ไม้ mua ủng hộ ảnh cả nhà. Cái này gì nói chung là ảnh nói ngon cũng không biết là như thế nào nữa. Mua về tối nay hai máy ô, tặng một cái Âu anh ấy Giang hay hay bên ngay khác cái luôn anh ấy máy là 10 bạc ha à tại quá à cái này mang cặp bún đó hả mang cặp bún hả bổm cặp gọp cherry fit chứ mấy hả bổm chơi cặp cherry fit cặp gọp gọp ok Âu anh ấy khác bên ngay khác anh ấy máy 10 bạc ครับ 10 bạc à 1 2 3 Âu mòn lên khác เอาหมดเลยนะครับ โอเค ครับ 1 2 3 4 5 6 แถมอันนี้ให้ 2 ไม้ครับ โอ้ย ตัง 2 กัน ลองเนื้อบ้าง ตังเนื้อ thật ra thì mình buôn bán thì cũng thiên thời địa lợi nhân hòa lắm. Cái địa lợi của Vinh không có thuận. Với thiên thời bữa nay trời mưa. Đang nói chuyện mà trời cũng đang mưa nè. Nói chung hai vợ chồng cũng không có gì. Ngày mai là sinh nhật Nen nhưng mà tối nay là hai đứa về ăn sinh nhật cho Nen luôn. Ngày mai là Di sẽ đưa Nen đi chùa, rồi sẽ đưa Nen đi ăn uống này kia. Sinh nhật Nen là cũng nghỉ ngơi, cho Nen nghỉ ngơi. Bữa giờ hai vợ chồng cũng đuối, thật sự là đuối lắm. Về Di về á, Di quay xong Di về còn edit chuẩn bị thành phần nguyên liệu. Tới 12 giờ mấy 1 giờ sáng Di mới ngủ được. Mà tới 6 giờ sáng là phải thức đi mua đi chợ mua trái cây rồi. Phải nó dập dập liên tục á, cho nên mình hơi đuối. Thì ngày mai là sẽ nghỉ ngơi, tụi Vinan sẽ nghỉ ngơi cho khỏe lại. Tôi bán lắm anh rồi. Ok, ok, đây đây. Mê câu hả lắm. Mà nuôi lúa cá đó, mê lúa cá đó, để có gặp không. Bên anh gọi Vi rồi, Vi phải chạy về nhanh nhanh để Vi nướng bánh tráng. Cảm ơn khắp. Hãy đi lên khắp ví nó khắp. Để chơi canh nó. Ok. Ok khắp. ไม่ใช่ปกติไม่กินชีสอะคะ30จะสแกนได้เลยค่ะทางเดี๋ยวพี่เรียบร้อยค่ะขอบคุณครับวันนั้นดีมัวหมกเกิ้ลทั้งตาบ้านกว่าจะดูกว่าจะดูลุงงอยงอยนิ่งมันดึงนิ่งนะโอ้จริงเหรอใช่ไหมมันเราบ้านเดือกแล้ว anh nói với em với anh đi bộ á đi dài lắm cái đường về thòn à dài lắm xa thiệt giống như anh kia nói xa thiệt có đi làm đi bán buôn đi kiếm tiền rồi bán ới hay là đồng tiền khó kiếm thì mới thấm được cái cảnh mưa này rồi đi bán không được này là Duy nhớ đến ngày xưa mà Duy ở trên Sài Gòn mà Hồ Chí Minh á Duy đi làm công cho người ta Duy làm tháng 4 triệu mà làm từ 6 giờ sáng mà làm tới đâu 7 8 giờ tối nhiều khi á đi giao hàng mà đi tới Thủ Đức á là tới 11 giờ là mới 11 giờ tối mới về tới nhà chạy dưới đường trời mưa vậy nè chạy với xe của mình nè giao hàng cầm bánh mì ăn mà lúc đó thì Duy không có buồn cả nhà mình không có buồn kiểu như mình lúc đó thời gian đó là Duy học được nhiều thứ lắm Duy nhìn cuộc sống Duy này kia xong cái Duy biết là Duy không phải là cái người mà phù hợp với thành phố cho nên là làm khoảng 1-2 năm là Duy bắt đầu là Duy đi về Phú Quốc Duy làm Duy tự học tiếng Anh Duy làm từ 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 thì nhờ vậy mới gặp được mấy anh bán buôn đừng có quá quan tâm quay gì đã có tiền YouTube rồi cho nên là bán ới hay không cũng không sao đừng
quá quan tâm á, kiểu như vậy. Nhưng mà Di thật sự Di mới chia sẻ bán cái này á, mình thích mình mới bán được. Và Di nên bán để thứ nhất là cũng muốn kiếm tiền, thứ hai là cũng có content nội dung cho cả nhà xem, và thứ ba nữa là tương lai Di nên cũng muốn mở này mở kia, cho nên là muốn làm, muốn trải nghiệm và có kinh nghiệm đó. Chứ tiền YouTube làm chắc chắn phải có, đó là công sức mồ hôi, chứ không phải tự nhiên trên trời nó rơi xuống cả nhà. Còn đi bán buôn này nè, ới buồn lắm, ai mà có bán buôn kiểu này là sẽ hiểu. Cho nên Di bán buôn với Nan không phải là bán cà rỡn, bán cho chơi đâu, bán là thật sự muốn có tiền thiệt. Bán là phải tính có từng đồng, từng cắt, tiền xăng, tiền đường, tiền này thì kia nhiều lắm, chứ không phải là đơn giản. Cho nên là khi mà bán được thì vui, còn bán không được thì rất là buồn. Nhưng mà hôm nay thì thật sự mới nói là Di Nan cũng không phải là bán lỗ lãi gì đâu, chỉ là không giống như mong đợi thôi. Chứ cũng có rất là nhiều người người ta bán không được, Di Nan là cũng gọi là trung bình khá rồi đó. How the world is the mess means that every heart and soul needs to be whole. And the road signs keep changing as the road stretches out ahead. And the moon keeps on changing. All I wanna do is lie down in bed. Cái gì? Hả? Bóp dầu cho em nhé. Không, hai bên đứng nóng. Đứng lâu quá. Không đúng. Đứng với lại nha. Với lại anh bị khô khớp á. Ừ đúng rồi, cái này khô khớp rồi, già rồi. Nó được rồi, gọi ăn một tiếng nữa. Mà ăn xong nãy chờ chút xíu có đi tắm. Mấy giờ như mở khui phút năm anh cho ta bị đá rồi. Happy birthday you you oh, oh, oh. Happy birthday. How are you? Are you blue? I can sense a sadness in you. Don't you worry, every storm passes on. Hãy truy cập trên Facebook á, gõ là Duy Nisa Shop sẽ tìm ra được cái trang bán dầu của Duy Nisa. Gõ từ khóa Duy Nisa Shop ở trên Shopee thì sẽ ra cái trang bán hàng ở trên Shopee.